mỗi mỗi kinh tạng diễn nói các pháp nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết bất khả thuyết cõi phật mỗi mỗi pháp có các văn tự câu nghĩa nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết bất khả thuyết cõi phật diễn nói như vậy hết số kiếp nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết bất khả thuyết cõi phật hết số kiếp đó rồi lại diễn nói hết số kiếp nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết bất khả thuyết cõi phật như vậy lần lượt cho đến hết số hạt bụi tất cả thế giới hết số tâm niệm của tất cả chúng sinh kiếp thủa vị lai có thể cùng tận như lai hóa thân chuyển bánh xe pháp không có cùng tận đó là diễn nói bánh xe Pháp trí huệ, bánh xe Pháp dứt các nghi hoặc, bánh xe Pháp chiếu tất cả Pháp, bánh xe Pháp khai mở tạng vô ngại, bánh xe Pháp khiến cho vô lượng chúng sinh hoan hỷ điều phục, bánh xe Pháp khai thị tất cả hạnh của các Bồ Tát, bánh xe Pháp cao thăng viên mãn, mặt trời đại trí huệ bánh xe Pháp đèn sáng trí họa chiếu khắp thế gian, bánh xe Pháp hiện tài vô úy đủ thứ tra nghiêm, như một thân Phật dùng sức thần thông chuyển bánh xe Pháp khác nhau như vậy, tất cả Pháp thế gian không thể làm dụ, như vậy tận cõi hư không mỗi mỗi đầu sợi lông, nơi phân lượng có các thế giới, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết, bất khả thuyết cõi Phật, trong mỗi mỗi thế giới niệm niệm hiện các hóa thân, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết, bất khả thuyết cõi Phật, mỗi mỗi hóa thân cũng đều như vậy, âm thanh diễn nói văn tự câu nghĩa, mỗi mỗi âm thanh đầy khắp tất cả pháp giới, chúng sinh ở trong đó đều được hiểu rõ. Mà tiếng nói của Phật không đổi, không dứt, không cùng tận Đó là Pháp Tràng Dũng Kiện Đại Na La Diên thứ năm của Phật Phật tử, tất cả chư Phật đều dùng đức tướng trang nghiêm lòng ngực Giống như kim cang không thể tổn hoại dưới cội bồ đề ngồi kiết già quân lính ma vương số lượng vô biên đủ thứ dị hình rất đáng sợ hãi chúng sinh thấy được không ai chẳng kinh hãi đều phát cuồng loạn hoặc ngất xỉu mà chết chúng ma như vậy đầy khắp hư không như lai thấy chúng rồi tâm không sợ hãi dung nhan không thay đổi một sợi lông cũng không dựng đứng chẳng động chẳng loạn không có sự phân biệt để khỏi các sự vui giận yên lặng thanh tịnh trụ vào chỗ phật trụ đủ sức từ bi các căn điều phục tâm không sợ hãi chẳng phải chúng ma có thể làm khuynh động được mà ngài điều phục được tất cả quân ma đều khiến cho chúng hồi tâm cúi đầu quy y sau đó lại dùng ba phen giáo hóa khiến cho chúng đều phát tâm a nậu đa la tam miệu tam bồ đề vĩnh viễn không thối chuyển đó là pháp tràng dũng kiện đại na la diên thứ sáu của chư Phật.